Bố mình mất chứng Alzheimer, như ở mình thì người ta gọi là già rồi lận ấy. Cũng vài năm rồi, bố quên dần mọi thứ từng chút một. Rồi mẹ mình mất, đột ngột và không báo trước. Mẹ đi ngủ như mọi khi rồi không tỉnh lại nữa. Sự biến mất đột ngột của mẹ làm bố mình bị sốc. Cảm giác như sau một đêm thế giới của bố biến mất hết vậy. Không nhớ ra ai, không nhận ra cái gì cả. Không nhận ra chính mình trong gương, như quay lại là một đứa trẻ ngơ ngơ ngác ngác. Nhờ dịch bệnh, mình chuyển việc về nhà tiện chăm sóc bố. Câu mình nghe nhiều nhất trong ngày là: "Cô ơi, cô thấy vợ tôi đâu không?" Điều mình nghe ngày này qua ngày khác là: "Cô giống vợ tôi ghê á." Trong trí nhớ của mình, bố mẹ là một cặp vợ chồng khắc khẩu. Bố thì nóng tính, mẹ thì nói rất nhiều và nói dai. Hai người mà mở miệng ra nói chuyện thì cả nhà gà bay chó sủa. Dù 10 lần thì 9 lần bố thua, nhưng cái việc khẩu chiến của bố mẹ nó cứ như đam mê ấy. Đúng sai cứ phải cãi nhau mới chịu được. Nên khi nghe mọi người kể chuyện ngày xưa bố theo đuổi mẹ nổi khắp làng trên sông dưới thì mình chả tin bao giờ. Nhưng rồi bố bắt đầu đi tìm mẹ. Lần đầu tiên bố đi bộ tới tận nhà mẹ, cách nhà mình hơn 10 cây, nhưng không tìm được nhà. Lúc công an gọi mình lên nhận người, thấy bố đóng bộ đầy đủ công lê đeo cà vạt, đầu tóc chải chuốt, đội mũ ngay ngắn, tay còn cầm bó hoa cắt trụi từ mấy cái cây trong nhà, đi đi lại lại giải thích rằng: "Tôi tới đón vợ tôi về, lâu lắm rồi cô ấy không về nhà. Chắc cô ấy giận tôi rồi. Cô ấy sắp sinh rồi á mấy anh, không nên giận dữ. Tôi sắp làm bố rồi đó. Ngày xưa tôi tán cô ấy cực lắm." Kể từ đó, cứ vài ngày bố lại trốn đi tìm mẹ. Có hôm ngày vài lần, lần nào cũng đóng bộ nghiêm chỉnh, vặt hoa trong vườn. Vườn trụi thì vặt vườn hàng xóm. Nhưng cứ ra tới ngoài đường có người nhìn thấy bộ dạng đấy là sẽ gọi báo cho mình để mình dắt về. Mỗi lần bị kéo về như thế, bố lại khóc. Rồi đột nhiên hôm qua bố gọi tên mình, bố nhớ ra mẹ mất rồi. Bố bảo thời gian này mệt cho con rồi. Bố lôi đồ ra giặt ủi, còn đánh xi lại đôi giày da. Bố dặn mình ngày nào cũng mua hoa cho bố nhé, phải là hoa hồng trắng, mẹ con thích hoa hồng trắng lắm. Bố bảo bố sắp đi gặp mẹ rồi, phải đẹp trai, không thì mẹ không gặp đâu. Rồi hôm nay bố lại ngơ ngác như cũ. Giờ mình sợ lắm, nhưng cũng mừng cho bố nữa. Cái cảm giác này nó cứ lẫn lộn, vừa sợ hãi, vừa đau khổ, nhưng cũng nhẹ lòng và cũng không nỡ. Qua nay mình không dám rời mắt khỏi bố. Bố vẫn thế, đi lang thang trong nhà. Chỉ khác cái nhất định phải mặc complet, không thì không chịu. Có lẽ bố sắp đi gặp mẹ thật rồi. Mong rằng là hai người sẽ vui vẻ. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em, nhớ nhắc tôi từng đêm hát bài ru em ngủ giấc êm. Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế, nhắc về cháu con, nhắc thời vàng son. Mai đây tôi sẽ quên mất đường về, mai đây tôi sẽ quên nơi tôi từng sống. Rồi mai đây tôi quên mất tên người, rồi tôi cũng quên mình là ai. Những kỷ niệm ấy, những giai điệu ấy, những con người ấy, những đổi thay, những vui buồn ấy, những thăng trầm ấy, những ngày cùng em tay nắm tay. Một ngày tôi quên hết.